8 người chết trong biểu tình ở Iran sau vụ cô gái tử vong khi bị giam. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng tại Iran trong các cuộc biểu tình phản đối cái chết của Mahsa Amini, người tử vong sau khi bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ. AP đưa tin ngày 21 tháng 9, các cuộc biểu tình nổ ra sau khi giới chức Iran hôm ngày 16 tháng 9 cho biết cô Amini, một phụ nữ 22 tuổi bị lực lượng cảnh sát đạo đức bắt giữ vì ăn mặc không phù hợp, thiệt mạng khi đang bị tạm giam. Amini được cho đã đeo khăn trùm đầu hijab, trang phục bắt buộc của phụ nữ Iran, sai quy chuẩn. Theo các nhà vận động tại Iran, Amini tử vong sau khi hứng chịu một cú đánh mạnh vào đầu, cáo buộc bị giới chức Iran bác bỏ. Ông Ismail Zarekosa, thống đốc tỉnh Kurdistan, hôm ngày 20 tháng 9 tuyên bố 3 người đã thiệt mạng do âm mưu của kẻ thù. Kurdistan là quê nhà của Amini, cũng là nơi các cuộc biểu tình đầu tiên nổ ra hôm ngày 16 tháng 9. Chỉ huy cảnh sát tỉnh Kurdistan Ali Azadi ngày 21 tháng 9 thông báo thêm một trường hợp tử vong, theo hãng tin Tasnim của Iran. Hai người biểu tình khác thiệt mạng ở tỉnh Khemensa, miền Tây Iran, theo công tố viên khu vực Saram Karami. Bên cạnh đó, tổ chức nhân quyền người Kurd Hengor có trụ sở tại Na Uy cho biết thêm hai người biểu tình. Một người 16 tuổi còn một người 23 tuổi thiệt mạng ở tỉnh Tây Azerbaijan. Trong các cuộc biểu tình, nhiều phụ nữ đã cởi, xé hoặc đốt khăn trùm đầu, thậm chí cắt tóc để bày tỏ sự phản đối. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết các cuộc biểu tình đã lan ra 15 thành phố. Người biểu tình ném đá vào lực lượng an ninh và đốt xe cảnh sát, trong khi cơ quan chức năng Iran sử dụng hơi cay và bắt giữ để giải tán đám đông.